hai chào anh em nhá thời điểm tháng 6 này hiện tại thì tota đang có chương trình mới thì mình sẽ cập nhật cho anh em đó là chương trình hỗ trợ trước bạn à, với anh em mua xe tota virus thì sẽ được tota việt nam về hỗ trợ về thuế trước bạn hiện tại thì anh em mua xe em chỉ cần quan tâm đến giá xe thôi à, đầu tiên là với tota virus bản e Uh, Toyota bản E của Vios thì sẽ có hai bản, bản số sàn và số tự động. Bản số sàn thì là giá là 478 triệu và số tự động là giá là 531 triệu. Hiện tại thời điểm này các bạn lấy xe thì cũng được hỗ trợ thêm ưu đãi từ đại lý ngoài những chương trình hỗ trợ của Toyota Việt Nam. Thì uh, để biết thêm cái chương trình ưu đãi giảm giá của đại lý thì các bạn các bạn có thể hỏi theo số hotline của mình ở bên dưới. Tại vì cái chương trình giá của mỗi đại lý thì nó, nó sẽ khác nhau tùy thời điểm ấy. Với cái phiên bản này, bản uh, đây là bản E số sàn nhé, giá nên biết là 478 triệu bản này là bản ba túi khí à, hộp số sàn à, và một bản e nữa thì là bản e số tự động cvt cũng là ba túi khí nhưng mà nó sẽ là số tự động vô cấp với phiên bản số sàn này thì xe được trang bị động cơ 1.5 anh em sẽ có động cơ động cơ 1.5 sẽ có nâng cấp rất là nhiều so với phiên bản 2020 có hỗ trợ thêm đèn đèn gầm dạng led có hỗ trợ thêm cảm biến lùi à, xe sẽ trang bị là nội thất là nội thất ghế da cao cấp anh nhé anh em nhé đây là ghế da màu đen với phiên bản số sàn và màu kem với các phiên bản số tự động. À, hiện tại thì Toyota Finance cũng có cái chương trình lãi suất rất là thấp, chỉ rơi tầm khoảng 2% đến 3% một năm dành cho anh em mua xe tại Toyota và chương trình này cũng là vay trực tiếp của Toyota luôn. Phiên bản số sàn này thì trang bị là cái bộ mâm là mâm thể thao nhìn rất là đẹp. Mâm đây là mâm thể thao 6 cánh, la răng phay xước, phanh đĩa 4 bánh, xe có hỗ trợ ABS cân bằng điện tử, hỗ trợ uh, chống lật xe, ổn, ổn định thân xe và hỗ trợ khởi ngang dốc nhé. Đây. Về nội thất thì cái phiên bản số sàn này nó sẽ là nội thất ghế da màu đen uh, nhưng mà đáng tiếc là ở phiên bản số sàn nó sẽ thiếu mất cái bệ tị tay ở ghế lái bản số tự động thì sẽ có thêm cái bệ tị tay ở ghế lái nhé cho anh em lái xe thoải mái hơn về tiện nghi thì sẽ tất cả phiên bản vai thì đều có trang bị tiện nghi là màn hình thông minh có kết nối iPhone, Apple Carplay cũng như Android Auto. ở phiên bản số sàn, bản E và bản số tự động bản E thì sẽ trang bị là chìa khóa là chìa khóa cơ, điều hòa là điều hòa cơ chỉnh tay nhé. bản số tự động thì tất cả sẽ là điều hòa tự động và chìa thông minh start up bản này sẽ là hộp số sàn anh em nhé. số tự động thì sẽ là hộp số tự động và vô cấp.